Sam cứu hổ trái tim, Vũ cầu hồn Ngân Hà khiến cho Nghĩa ghen tức. Ngân Hà và Nghĩa trải qua cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc viên mãn, bởi bao năm qua, Nghĩa luôn dành cho Ngân Hà những sự quan tâm thấu hiểu, khiến cho Hà thầm hạnh phúc khi nghĩ rằng ông trời có mắt bù đắp cho mình một người chồng hoàn hảo. Và rồi cuộc hôn nhân đó chưa kịp nở rộ thì đã lụi tàn vỡ vụn bởi sự rối lửa đầy trớ trén của Nghĩa. Thì ra hắn chỉ xem Hà như một con rối giúp hắn ta đạt được mục đích của mình mà thôi. Nghĩa chỉ vì ôm hận mối thù của quá khứ khiến cho anh ta mất đi lý trí mà đi vào con đường lạc lối. Cứ tưởng sau khi đạt được mục đích thành công đẩy ông Trường rơi vào vòng lao lý, chiếm đoạt công ty lần Hà, khiến cho đứa con gái mà ông Trường yêu quý nhất phải chịu những tổn thương, sự đau đớn dằn vặt. Hắn sẽ hả hê quay về đoàn tụ cùng với An Nhiên. Cả hai sẽ có một cuộc sống đủ đầy và sống một cuộc đời hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, dối người thì được, còn dối lòng thì không. Bao năm chú sống với Ngân Hà, tuy anh có mối thù với bố cô, nhưng điều khiến Nghĩa không thể phủ nhận đó chính là sự dịu dàng, tốt bụng, lòng bao dung vị tha của Hà. Một cô gái có trái tim ấm áp khiến cho trái tim Nghĩa dành cho Hà lúc nào chả hay. Tuy giờ đây Nghĩa đã đạt được mục đích của mình, nhưng trong lòng anh lại chả thấy vui vẻ gì. Tuy ngoài mặt luôn tỏ ra ghét cay ghét đắng Ngân Hà, muốn vùi dập cô khiến cô phải chịu sự đau đớn dày vò. Nhưng thực chất trong trái tim anh lại là những sự dằn vặt, nhung nhớ, không thể tả xiết. Nhưng tất cả giờ đây anh đành chôn giấu ở trong tim, bởi bên anh giờ đây đã có An Nhiên, cặp kè ngày đêm. Mọi chuyện giờ đây đã an bài, sự lựa chọn của anh chỉ có một, đó là tiếp tục bước tiếp chứ không thể ngoảnh lại. Và rồi giây phút Hà rối bời và đau đớn nhất thì cũng là lúc Vũ, người yêu cũ của Hà năm xưa lại quay trở về. Anh đã sang rộng vòng tay cùng Hà tìm cách cứu bố Trưởng thoát tội. Và rồi trải qua những ngày kiên kề sát cánh cùng nhau, Vũ và Hà đã dần mở lòng. Vũ đã nói ra lý do năm xưa tại sao Vũ lại rời đi mà không một câu từ biệt. Và anh cũng thừa nhận rằng bao năm qua chưa một ngày nào anh quên được hình bóng của cô. Và cũng chưa có một cô gái nào có thể khóa lấp trái tim bằng giá của anh. Vũ đáng một lời xin lỗi bởi lúc đấy anh không thể gặp cô mà nói rõ ràng tất cả, thì mọi chuyện sẽ không đi tới mức này. Và rồi cả hai đã dần thấu hiểu và bỏ qua tất cả mọi chuyện. Vũ cũng mạnh mẽ đứng trước mặt Hà, giây phút bốn mắt nhìn nhau, hạnh phúc ấm áp làm sao. Giọng nói trầm ấm áp của Vũ vang lên. Hà, đồng ý làm người yêu anh nhé. Khiến Hà vô cùng xúc động, nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ biết gật đầu. Cả hai ôm chặt lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Thì cũng là lúc Nghĩa đứng từ xa, chứng kiến hết tất cả. Những cơn ghen tức trong lòng hắn lại lồng lộn lên. Có không giữ, mất đừng tiếc, giờ đây anh có tư cách gì mà dám lên mặt hả Nghĩa ơi? Không biết xả cục tức vào đâu. Vậy là hắn ta nắm chặt tay, chỉ biết xả từng cú đấm vào cây cổ thụ ven đường, rồi ôm cục tức quay người lóp ngóp rời đi.